Để giải nghĩa được cái từ ba que và xỏ lá thì xin mời, nếu mà em có thể giải nghĩa được thì chị cũng xin mời em luôn. Chị phải nói vậy nè, chị phải hỏi là phân biệt giữa Việt Nam Cộng Hòa và Ba Que nó như là cái gì thì người ta Không, mới giải thích cho chị. Còn nếu không, là chị chị chỉ chỉ hỏi Ba hỏi Que là thôi, chị chỉ hỏi Ba Que thôi thì nó đơn giản quá. Em thì mấy câu hỏi đơn giản em không thích trả lời cho lắm, nhưng mà thôi thì chị mình chứ ai, chị hỏi thì em trả lời. Đúng không? Ba Que là gì? Ba Que là những cái người làm cho chế độ ngụy quân ngụy quyền, sống với chế độ ngụy quân ngụy quyền và hiện giờ đang sống làm việc ở nước ngoài có cái tư tưởng chống đối nhà nước thì gọi là Ba Que. rồi. Phải phải có cái đoạn mà chống đối nhà nước nữa nha thì mới gọi là Ba Que. Còn những người mà có thể là đang có thể mà giống như chú, chẳng hạn mình lấy ví dụ là không biết có chú Cầm đây, ông nhắc nó ông chửi chết chú Cầm nè. Chú cũng đã từng đi lính chế độ cũ rồi đúng không, nhưng mà sau đó chú Cầm đi lính chế độ cũ xong rồi sau đó chú còn qua Mỹ và chú Cầm có một cái ánh mắt nhìn về quê hương xây dựng đất nước thì chú Cầm đâu phải gọi chú là Ba Que được, mình chỉ gọi Đúng chú là Việt kiều rồi. yêu nước thôi, mình gọi chú Cầm Đúng là Việt kiều rồi. yêu nước thôi chứ không phải như 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 cái mấy cái tuổi Ba Que, giống như ông già của Hương Gloria Phạm nè, cái thằng mà nằm trong cái hòm trước chết mà Gloria Phạm đứng kế bên chụp hình vui vẻ đó. Đó thì chắc cũng là Ba Que. Ủa? Ba Que xỏ lá Thế đó. là cái Hương này là ba nó chết mà nó đứng bên nó chụp hình nó vui vẻ hả? Ừ nó cười nó còn hôn ông già nó nữa mà. Chưa thấy ai như nó luôn á. Ông già chết đứng vui lắm, mặc áo đen chụp hình còn làm dáng nữa. Rồi Trời. đặc biệt là anh thấy em anh thấy em mang mấy đôi giày cao gót, em cứ mang dư ra làm chi vậy, hay em mượn giày của ai em mang vậy hơn. Rộng à? Rộng gan khúc luôn á, chắc phải ra cỡ 38 39. Không mà chắc đó phải 39 40 là chân chân 39 mà mang giày tầm 40 không. Ăn ở gì kỳ cục gì không biết nữa, sao có thú vui ngộ nghĩnh vậy em. Không có tiền thì về Việt Nam nó nhiều không có, với tặng em thẳng đôi giày thêm đơn giản chi mà nó đâu có tiêu rồi chị Sao mà cứu chết anh, gì lắm chắc là nó nhục đó. rồi. Để vậy đây vậy đấy không, lên đây chỉ có chửi nhiêu đó à, đâu có gì nói nữa đâu, có Ừ nhiêu đó à nhưng mà nó sợ em dễ. hay sao á? Đâu có sợ đâu, không có sợ em, toàn báo cáo mấy hồi trước đó, nó báo cáo mấy cái tin nhắn của em á, nên giờ em thấy mặt nó em không muốn nói chuyện tới. Nhưng chó con thì chấp làm cái Mà Hương có vi gì. phạm này, nói chung là nó ngu lắm. Nó đâu có biết, nó không biết viết tin nhắn đâu. Chị phải hiểu vậy nè, Ba Que là mặc định là ngu rồi đó. Còn cái chuyện ở đây là ngu ít hay ngu nhiều thôi. Con Hương này nó nói nó ngu nhiều cũng không được, nó ngu ít cũng không được, rồi mình gọi nó là nọc manh đi. Mà nãy giờ nãy trước khi em vô là chị đang nói với đề tài gì vậy? Chị mỗi đề tài là ba que xỏ lá và nói về nhà, một số anh chị em là chia sẻ vậy thôi, rồi nói về À Ba Que lá xỏ cải lá thì cam. đó nãy em giải thích rồi đó, đó là rất là bao hàm về cái tụi Ba Que rồi. Ba Que xỏ lá thì giờ Ba Que thì giống như dùm ví dụ đến thằng A Quy đi, thằng A Quy nó là Ba Que đúng không, rồi bản chất con người của nó là đúng cái bản chất của mấy thằng ngụy quân ngụy quyền đó, nó xỏ lá. Xỏ lá là sao, nó xuyên tạc, nó tìm mọi cách để nó nói xỏ nó xuyên người ta. Giờ chẳng hạn như cái chuyện cái áo đi, cái áo em làm đúng không, em làm cho mọi người là 100.000 cái thằng Đạt có mua nè, em qua thứ hai thứ ba này em gửi cho nó nè. Thì sau khi mà mình mua nó lên có lần, cái lần hồi trước á, lúc mà đó em chưa có đi đặt, mình chưa đi đặt thì làm sao mình biết giá áo nó bao nhiêu được vậy, thì em mới dự đoán là tầm 200.000. Xong cái là từ đó là nó biết, là nó tưởng là mình nó biết là mình mà cái áo đó là mình đặt ở tầm đó chị biết không. Rồi sau đó là em lóc nít nó lúc nên em rồi, nên là nó không biết được là áo em đưa lên là giá bao nhiêu hết, thì áo có 100.000 à. Cái nó về để qua bên chỗ ông Hùng lần nó ngứa nó qua nó nói tầm bậy tầm bạ lên, nó nói là áo có mấy chục trăm mà nó nhóm này nó kinh doanh bán 200.000, cười với À thế hai à? hởn ai già À. là em còn giữ cái hóa đơn thanh toán em đưa lên 100.000, 47 cái 4,7 triệu đó đưa lên cho mọi người xem. Xong cái đi qua bây giờ tôi thấy anh bằng, tôi thấy anh bằng ốc chó thì thôi luôn. Bởi vậy cái cỡ xỏ lá là phải dành cho cỡ
Hồng Lân với thằng Awi đó, còn còn thằng Hồng Phạm thì nó chỉ là ngu thôi, thằng Em chào đó là anh. nó ngu hết Chào phần người anh. ta rồi À. thiệt luôn á. Bên mấy tụi ba que cũng may là có thằng Hồng Phạm á, không có thằng Hồng Phạm là ba que ăn cứt hết luôn rồi thiệt á, có Hồng Phạm nó ăn hết rồi còn đâu. Vậy hả? Như vậy Thì có là nhiều, có nhiều như cái vậy hồn phạm ăn hết rồi nên tụi kia đâu có cái để ăn nữa đâu chị. đúng rồi. Hồng Phạm là bữa giờ chị cho xuống dưới thùng rác rồi, tại vì Rồi vào xuống là hầm cầu, chị xuống hầm cầu, thằng đó món ăn khoái khẩu nó cứt rồi. đây em thấy này, Em nó đang về. đang Dạ. là cái con gì không ấy. Đâu thì em nói, em định nói gì nó đó, đó là Hương em coi làm sao rồi em kiếm tiền được thì em lo em đi chỉnh. Ô cho anh sơn tây. Ủa thứ nào em mới chửi anh sơn tây ơi, chứ riêng anh em đâu có chửi đâu, tình cảm anh em mình vẫn còn nguyên vẹn, chưa sức mẻ thế nào hết Anh Sơn Tây đẹp đó. trai, ai mà chửi đấy. Anh Sơn Tây ngồi đó đi, lát nữa em mời anh Sơn Tây. Con Hương Gia Phạm này mình nói Hương nghe nha em coi làm Vâng. sao. Thứ nhất đó là em để dành tiền là em đi làm lại hai cái lông mày của em đi, cái lông mày bên trái thì nó mỏng lét rồi, nó ngoài anh phải để dày cọp lên nữa, mà có ai để thấy anh chị em nào ở mình dưới nói với lông mày sâu róm. Ốc chó thì giờ xỏ lá thì mình có thể, em nói anh không cần kêu em định nghĩa, anh so sánh giữa thằng 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 Awi với thằng Hùng Phạm đó, một thằng là ốc chó còn một thằng là xỏ lá đó, khỏi cần giải nghĩa ở đâu đó, Hùng Phạm là ốc chó còn thằng kia là xỏ lá, nói vậy á, cần gì định nghĩa với giải thích gì nữa. Hai tụi nó là điển hình cho hai cái mà anh vừa nói luôn. Hương cô đi sao Em suốt ngày cứ thế đưa mặt lợn mặt chó lên, chắc thèm thịt lợn à? Hay là ở bên Việt nói chị Nam? nè, con nhỏ này nó có cái kiến thức gì đâu, nó không có cái kiến thức gì hết, nó chửi người ta chửi nó cũng cười, người ta chửi người ta nói gì nó cũng cười hết đó. Hay không, hay Nói không, chung là em thấy xử lý tình huống quá nhanh luôn. Anh Sơn Tây khác AQ với thằng kia, cái là thứ nhất đó là bây giờ mình anh Sơn Tây lên diễn đàn đó, thì anh Sơn Tây chỉ nói về, mình có thể coi như là anh Sơn Tây là cuồng Mỹ thôi, mình có thể coi như Mỹ đúng thôi, rồi, tại bởi sân vì đây là tất quá cả khô em nói như mỹ. nào, các anh chị em ở đây mình không có nên, nói chung là nặng nhẹ anh Sơn Tây quá, tại vì anh Sơn Tây cũng chưa có phải là thể hiện ra là cái bản chất ba que hay gì hết. Cách giãn cơn hiệu quả hả, là mày đi xuống bếp mày lấy con dao đúng không, chỗ nào mập thì mày cắt đi bỏ, đợi nó lành da lại đó vậy thôi đúng không. Anh Sơn Tây là anh chỉ có kiểu như anh hơi cuồng Mỹ chút xíu, và lâu lâu thì anh cũng chọc hai ba câu vui cho vui vẻ thôi, nhưng mà trên tinh thần đó là như anh Sơn Tây anh còn có thể nhìn thấy được, ảnh không cần mình hỏi ảnh vẫn nói ra được cái tốt cái đẹp, đúng không anh Sơn Tây, cái tốt cái đẹp ở Việt Nam đúng không. Mà mặc dù là đôi lúc anh Sơn Tây cũng hay né tránh những câu hỏi về Mỹ nó có cái tiêu cực như thế này thế nọ, mình hỏi anh Sơn Tây nó cũng hay kiểu như anh Sơn Tây hay tránh né, anh Tây không trả lời thẳng những câu hỏi, thì cái đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà nhiêu đó cũng không có để mà mình quy chụp anh Sơn Tây là ba que được, thì mình cứ coi như anh Sơn Tây là người cuồng Mỹ rồi bảo vệ cái những cái nét là đặc trưng văn hóa của Mỹ, chẳng hạn như súng ống bắn tùm lum, cảnh sát thì được quyền đánh người rồi cầm súng gõ người hay là nổ súng vào con người, thì những cái đó là nét đặc trưng của Mỹ rồi, thì anh Sơn Tây nói chung là anh ở đó lâu anh phải bảo vệ thôi. Anh Sơn Tây mốt bấm chữ nhanh nhanh lên giùm em chút nha anh Sơn Tây, chết chậm quá, có hai cái chữ không nè thôi chết lâu rồi lâu. Không né rồi, Né tránh né quá trời. À hồi nãy em nói ông tránh né, ông nói anh không né. à, không, tại vì thực ra Mỹ nó cũng không tốt đẹp như anh Sơn Tây nghĩ, cho nên anh Sơn Tây cũng ngại không dám nói. Với lại anh Sơn Tây cũng không có ấy vậy, bởi vì anh Sơn Tây vẫn hay về Việt Nam lắm, thì sắp tới Sơn Tây về Việt Nam để ăn đám cưới của ai đó nữa. À anh Sơn Tây ông lái xe, À, đang lấy anh Sơn Tây đang xài điện thoại gì vậy, em chỉ cho anh cách anh Sơn Tây cách xài cái máy điện thoại cho nó
cho nó một cách mà là khoa học hơn nè. Bây giờ ở trong cái bàn phím nó có một cái phần, nó có cái hàng cái mic á, anh bấm như cái phần đó xong anh muốn trả lời cái gì đúng không, anh nói về ví dụ anh đang lái xe thì nó sẽ tự nhảy chữ đó lên, rồi anh comment thôi, anh cố anh bấm bấm chi, anh ở bên mấy cái nước giờ lấy đồ công nghệ giờ anh còn không sử dụng được nữa. Anh phải coi lại đi, trời ơi, mình đi ra ở cái nước văn minh văn hóa nó phát triển, đi một ngày đàn học một sàng khôn đi anh ơi, chết rồi. Sao anh sân Tây anh ở Mỹ cho nên là thời gian Ai anh nói mày không có phần đó nè? em ạ Dạ. à, anh sân Tây anh ở Mỹ thời gian anh phải làm việc 24 trên 24 cho nên là anh không có rảnh chứ không phải là anh À. không thông minh, em nói như vậy thì nó cũng hơi quá. Không, em nói đó anh không mình đâu, ý em nói là anh Sơn Tây không có chịu học hỏi những cái điều hay hết. Mấy mày là mấy gì mà không có mày thằng kia? iPhone hả? iPhone gì? Samsung hả? Samsung gì? Đâu có đâu thì Hiếu Ngọc nói là anh Sơn Tây ở Mỹ, anh Sơn Tây bận quá, anh Sơn Tây không có học được nhiều nên là anh Sơn Tây dùng mà điện thoại quá thông minh của Mỹ nữa nên nhiều khi anh Sơn Tây cũng hơi iPhone 7 hả? iPhone thì nó có kết hợp cái đó rồi mà. Anh Bằng ảnh thường xuyên xài cái đó luôn, tao nói với mày nghe. Còn nếu mà mày kể như vậy mà mày mò không ra nữa thì mày liên hệ với anh Bằng đi, đến anh Bằng anh chỉ. Mày làm anh thất vọng người mày quá đạt thiệt. Không lẽ giờ trong những cái lúc mà anh đang nói chuyện với anh Sơn Tây ấy này nọ đây thì anh đang chửi A Huy với Hùng Lân, Hùng Phạm, rồi giờ mày vô hỏi anh chửi luôn mày chứ. Địch địch chết là giết lên đồng đội thì đâu được. ông việc Bình Dương bảo đập đá là sao? Tự nhiên lại đi ra đập đá. Bấm lên xong nó luôn sao? Đây nè, tôi chỉ cho mấy ông nội ơi. Là Đảng Cộng sản nhồi nhồi sọ em không? Có bao giờ nói xấu Đảng và Nhà nước hay là trong trường học có bao giờ nói xấu người Việt Nam Cộng hòa cho em nghe không? Thật ra mà nói giờ nếu là nói về vấn đề này em cũng nói luôn. À, em thì là nói thật ra em cũng giống như anh Luli hay là có một cái anh nào đó ngày trước mà lên livestream là cũng nói về cái vấn đề là mình đi học và mình rất là thích học lịch sử. Thì em cũng là thuộc cái dạng đó, em thích coi những cái trận đánh của mấy vị tướng của Việt Nam ngày xưa cũng như là về sau thì có coi những cái trận chiến ở chiến tranh Việt Nam như vậy chị. Tuy nhiên là những cái ngày tháng thì năm thì em có nhớ không có rõ lắm. Còn mà nói về cái vấn đề là nhồi sọ, thế nào gọi là nhồi sọ? Mình dùng cái từ nhồi sọ có nghĩa là mình đưa cho mình vô cái tư tưởng nó không đúng và giữ cái tư tưởng nó trong người luôn đúng không? Thì thực tế Không, là ý chị nói là ở đây là bên 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 nước ngoài là một số cái thành phần chống cộng cực đoan nó bảo là anh chị em mình là bị nhồi sọ dữ quá, thì bây giờ chị hỏi em là từ khi em đi học cho tới giờ có ông Đảng em không và có thấy bị nhồi sọ gì hết á, xấu tại không? vì á là chúng ta có nhiều nguồn, không mà ngoài cái việc học ở trường ra thì chúng ta có cái nhiều nguồn kiến thức, ví dụ như là mình mua sách ở ngoài, sách tất nhiên không phải là sách của Việt Nam rồi, thì mình có thể về sau này á, thì khi mà khoa học này nó phát triển, công nghệ phát triển, chúng ta có thể sử dụng máy tính để tìm hiểu những cái tin tức, những cái kiến thức khác về lịch sử và thấy rõ được rằng là thế hệ cha ông anh cha ông chúng ta đã bỏ đổ máu xương máu để mà bảo vệ giành độc lập cho nước nước, có gì đâu nhồi sọ. Em chỉ biết có những thằng cố tình nhồi sọ vô đầu những con người những người trẻ Việt Nam cái tư tưởng á là Ba Que không phải là một cái lũ bán nước. Ba Que chỉ là một cái chế độ, một cái chính quyền ở miền Nam, không phải anh bán nước. Anh là chế độ bù nhìn, cái chuyện đó muôn đời anh không thể thay đổi được, ngụy suốt đời là ngụy thôi. Chỉ có điều á là cái lời truyền này nó phải được truyền đi truyền lại từ đời này qua đời khác, để người dân của ta từ cái thế hệ của em, của chị Hiếu Ngọc, và đến thế hệ của em, rồi thế hệ của con em, cháu em này nọ, ABCD các kiểu, đủ thứ thế hệ của mình sau này vẫn phải biết được rằng là ở Việt Nam từng có thế hệ con người như vậy. Và hiện giờ cái thế hệ đó vẫn đang ở nước ngoài về chống phá đất nước. Và chúng ta phải cho mọi người biết cái chuyện đó, cho tất cả mọi thế hệ chúng ta đều biết và tiếp tục
cái con đường bảo vệ đất nước này. Chung nói em chị coi võ này, chị nói em là Chung là em thấy không muốn trả lời rồi. Em đâu phải tên Chung đó đâu, em đâu phải tên Chung Chung đâu, em là tên là Trung Thành đó. Thì như vậy là cho rằng đâu có nhồi sọ mình đâu, đúng không? Tự mình tìm Đúng hiểu, rồi, tự mình đúng học vậy, hỏi. Thế đúng còn luôn. vậy như vậy là nãy Chân giờ chị nhàn. hỏi hai hai người, một người trẻ và một người lớn tuổi hơn em, đó là anh Bình Bình Dương ở đây, thì hai người đều không bị nhồi sọ, thì bản thân chị cũng không bị nhồi sọ. Thế nào là nhồi sọ? Thế nào là nhồi sọ? Giờ em nói chị nè, tại sao gọi là nhồi sọ? Nếu như có nhồi sọ, đúng không, nếu như có nhồi sọ thì cái thằng Dũng Phi Hổ làm gì mà nó có chuyện nó nhảy cà xịa qua bên cái xe tụi bay, nó đi phá nó được. Nếu như có nhồi sọ thì làm gì có cái con nhỏ gì hôm trước đang học đại học á mà xong rồi rốt cuộc là bị như vậy, là nên là phải đuổi học nó, không cho nó học nữa. Bởi vì sao? Anh đã có một cái tư tưởng chống đối đất nước, chống phá đất nước rồi. Nếu như nhồi sọ anh có cơ hội mà đến, anh đến tuổi này anh đi chống phá không? Đúng rồi, chính xác đó. Thời thực dân Pháp á chị, thời Pháp thuộc á, nó có một cái cách tra tấn rất là ác độc. Nó là nó bắt chị ngồi vô ghế đúng không, nó cột chị hai chân hai tay vô bốn cái chân ghế, thì nói chung là cột tay cột chân gì đó. Sau nó để một cái nón nón mà nó sắt ở trên đầu, nó khoét mấy cái lỗ nhỏ, thì để nước vô, nước nó rỉ xuống từng giọt từng giọt. Thì tất nhiên là những cái giọt đầu tiên nó để cho chị giam chị mấy tiếng trong đó đó, những giọt đầu tiên thì nó sẽ không có gì hết, nhưng mà những giọt tiếp theo cái là chị ngồi chị vẫn vanh cái vấn đề là một giọt hai giọt ba giọt hay ngàn giọt, chị ngồi chị đếm theo với số giọt nước rớt xuống, thì nó để lại cho mình cái di chứng tâm lý đó. Cái đó có gọi là nhồi sọ không? Đó có gọi là nhồi không? Làm cho tâm lý cho cái đầu óc thần kinh của người ta nó thay đổi luôn. Hóa điên cũng có người hóa điên luôn á chị. Còn cái này là mình tiếp thu những cái kiến thức. Thí dụ như bạn không tin tưởng được cái kiến thức ở đây bạn đang học, đúng không? Bạn có thể tiếp xúc với nhiều mảng kiến thức khác. Đúng rồi, Nha. Chứ đâu phải là chính đâu có xác. ai cấm bạn tiếp xúc đâu, bạn có thể lên mạng mà, mạng có mà. Wiki đầy ghê. Đó bạn có thể hỏi lại những cái người đi trước. Mà rất là nhiều người đi trước nè, có chú Cầm ở đây nè. Và chú Cầm đã từng ở cái thế hệ đó, chú Cầm đã từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Đúng không? Ê, Phương à Hương, anh nói em nghe nè Hương. Thương ơi, Em sao á mà chỉ là Hương Hương không nói không gì chị nó để mập em nói cho. quá. Em chỉ là cái con chó đi ra nghe ké tụi anh nói chuyện thôi. Em hiểu không? Em là con gái, em chỉ là một con chó đi qua nghe tụi anh nói chuyện thôi. Mà tụi anh nói cái gì em nghe được thì nghe, không nghe được thì em cút. Em không có cái chỗ đứng ở đây mà em ra lệnh là phải xuống hay không xuống. Bây giờ chú Cầm chú thay nghe em tên, nhắc đến chú tên chú là chú đá em xuống kìa. Nên em đi xuống. Nhưng mà chị không được để cho ổng ngồi trên đây ổng chửi em. Nha, tại hồi nãy ổng ngồi bên kia ổng hăm he là tao không được, tao về đừng có lôi kéo tao này nọ. Rồi 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 em rồi xuống á. rồi rồi xin mời em.